Nhãn tiêu, nhãn tiêu siêu ngọt 15.000, 15.000 nửa ký. Nhãn tiêu, nhãn tiêu siêu ngọt 15.000, 15.000 nửa rồi mình sẽ quẹo trái. À, hẻm làm lại rồi nên thành ra những cái quán ăn họ cũng nghỉ rồi. Nó thằng hướng này mình sẽ ra Bùi Hữu Nghĩa nè. À, mình nhìn thấy đường lõm chõm rồi. Ta thấy có quán hủ tiếu Bangkok à, quán ăn Bangkok, ẩm thực Thái Lan. Hủ tiếu rồi gà cá. À, ở bên đường cũng thấy có quán bánh canh cây nè, à, số 136 Bùi Hữu Nghĩa. Và ban ngày thì bán cơm bình dân. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là 6 giờ, và ngày hôm nay như một cái buổi lang thang ở khu vực An Bình, bến Hàm Tử, Quỳnh Mẫn Đạt, thì những bà con mình cùng đi khám phá mỗi con hẻm. Cũng không kém phần thú vị, và con hẻm này bán rất là nhiều món món ăn, đó là món sủi cảo, đặc biệt là món sủi cảo rất là nhiều luôn. Và chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Nguyễn Duy Dương, và theo hướng này là một bên là Nguyễn Trãi, một bên là Trần Phú. Bên cánh phải xe đang đổ về đó là Nguyễn Trãi, và cánh bên trái là Trần Phú, Nguyễn Hoàng năm xưa đó. Và nơi đó có con đường lạnh lẽo, chuyên bán hòm, rồi nhà mai táng, bệnh viện An Bình rất là nhiều. Và theo thẳng hướng camera bên đây, chúng ta nếu mà đi, chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Hoàng. Nơi đó có trường Trần Quốc Toản, và bên cánh trái là đường Nguyễn Trãi. Và cái khung đường, cái hẻm ngày hôm nay chúng ta đi đó là cái hẻm thuộc con đường Bùi Hữu Nghĩa. Cái hẻm này thì sẽ song song với con đường Nguyễn Trãi, và nó sẽ thông đến cái đường Trần Tuấn Khải luôn nè. Đây là một đoạn đường của Trần Tuấn Khải, và đoạn này thì ngắn thôi. Đoạn này giao với Trần Phú, Nguyễn Duy Dương. Và để đi đến con hẻm đó thì chúng ta sẽ đi đường Nguyễn Trãi, và bên cánh phải có những con hẻm thông vô cái tên là Hai Đen hả? Thông vô cái hẻm đó, và thẳng cái hẻm đó mình sẽ đi về đường Bùi Hữu Nghĩa. Và bây giờ chúng ta đi theo hướng đường Nguyễn Trãi ha, con phố thời trang. Rồi mình sẽ quẹo phải vô những con hẻm đó để chú anh chị và các bạn có dịp cùng khám phá. Ở đây thì em chỉ đi để bà con mình cùng thưởng lãm thôi. Còn ăn uống thì cũng tùy theo khẩu vị mỗi người. Nên thành ra nếu mà không ngon thì cô chú anh chị bỏ qua. Mình đi để thấy một khu phố ăn uống, và hy vọng trong những hình ảnh của khu phố đó thì lại có những cái ký ức gắn liền với tuổi thơ của cô chú anh chị và các bạn. Hoặc là các anh chị ở xa, ở tỉnh khác, nếu mà có dịp đến Sài Gòn thì mình cũng biết được những cái cung đường nào chuyên bán cái gì, và cung đường nào chuyên bán đồ ăn, và ở đó có an ninh hay không. Thì em sẽ là camera di động để các anh chị các bạn cùng khám phá. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vô hẻm 451, bên cánh phải là Thiêm Quy Mì Gia.
À, lúc trước em có review cho bà con mình xem rồi đó. À, và mình sẽ đi vô hẻm ha. À, đối với hẻm này thì rất là nhiều hàng quán ăn uống. À, vô đây là mình nghe đồ ăn rồi đó, nghe mùi đồ ăn rồi đó, giống như là giống như là ở phố Hồng Kông vậy đó. Giống như là mình xem mấy bộ phim Hồng Kông, khu ăn uống. Và đây có những con hẻm. Mình sẽ đi hẻm lớn ha. Hẻm này là hẻm 451. Rồi mình sẽ quẹo trái. Lúc trước cũng có đi vô cái hẻm này nè để các anh chị bạn có thể nhìn lại căn nhà xưa đó. Nhưng mà ngày trước thì tìm cái nhà nó hơi khó, tại vì địa chỉ bây giờ đã thay đổi rồi. Hẻm này là 161 Bùi Hữu Nghĩa. Rồi mình sẽ quẹo hướng cánh trái. Không biết gì cơ. Quẹo cánh trái có cái quán bán sủi cảo. Và hẻm này hôm nay làm lại rồi nè, làm lại cái bề mặt hẻm. Hẻm làm lại rồi nên thành ra những cái quán ăn họ cũng nghỉ rồi. Nó thẳng hướng này mình sẽ ra Bùi Hữu Nghĩa nè. Mình nhìn thấy đường lõm chõm không? Wow, vậy chứ thôi là cái đường này là nay nó đông đúc rồi. Ồ, tiếc thiệt. Hẻm này là hẻm 409 Nguyễn Trãi. Đa phần cái khu này là cộng đồng người Hoa sinh sống rất là nhiều. Và tiếc là hôm nay cái hẻm đang làm lại, nên thành ra những cô chú anh chị bán đồ ăn ở đây họ đã nghỉ. Tại vì làm đường thì bụi, đồ ăn thì không tốt. Và chúng ta ra đường đây là đường Nguyễn Trãi, và bên hông cái cửa hàng Võ Lệ. Và bên đường có rất là nhiều cái cửa hàng bán quần áo, và chúng ta sẽ lang thang một đoạn nữa rồi chắc mình sẽ kết thúc cái video. Cung đường Bùi Hữu Nghĩa nữa ha. Bùi Hữu Nghĩa bữa mình đi rồi, mình sẽ đi thẳng luôn. Đi thẳng luôn rồi mình sẽ một đoạn nữa thôi mình sẽ dừng lại. Rất tiếc là hôm nay
không thấy hàng quán ăn uống, nó cũng đông nhưng mà không bằng cái phố Hồ Thị Kỷ thôi. Thì con đường Bùi Hữu Nghĩa thì khỏi nói là bữa ta có đi rồi, mình thấy rồi ha, rất là nhiều quán nhậu mà. Và đầu đường Bùi Hữu Nghĩa ta thấy có quán hủ tiếu Bangkok, quán ăn Bangkok, ẩm thực Thái Lan. Hủ tiếu, rồi gà, cá. Và bên đường thấy có quán bánh canh cây nè, số 136 Bùi Hữu Nghĩa. Và ban ngày thì bán cơm bình dân. Chúng ta nhìn lại cung đường Bùi Hữu Nghĩa ha. Nếu nãy mình đi thẳng cái hẻm đó thì mình sẽ ra ngay vị trí cái bảng xanh xanh nè. Lỡ rồi, thôi mình đi thẳng con phố thời trang đi, để bà con cùng ngắm lại con phố này. Và biết đâu trong những hình ảnh này là có những hình ảnh quen thuộc của bà con thì sao? Khu vực này là khu bệnh viện 7A. Mình nhìn bên đường có một cái cây rất là lớn, đặc biệt nhất khu này, ngay giao lộ ngã ba Bùi Hữu Nghĩa và Nguyễn Trãi. Và cung đường này là những cung đường rất là đắt giá ở quận 5 này. Một hình thức rao bán rất là lạ. Và hẻm này hẻm 349 nè. Cũng có rất nhiều đồ ăn đây nè, bánh mì. Bánh mì đầu hẻm 349 rồi hà ký mì da. Giống như cái hẻm ở trên kia vậy đó. Kia thêm quy mì da đây, hà ký mì da. Chúng ta nhìn qua cung đường Nguyễn Trãi và nơi đây có bệnh viện Nguyễn Trãi. Đây quần áo rất là tấp nập. Bởi vì mình đi phố hoa đó, và con phố này thì là phố thời trang. Đông đúc ghê chưa, nhưng mà chưa đông đâu, giờ này là giờ người ta đi làm về thôi. Chứ chưa có sửa soạn đi mua sắm đâu. Và ở đây mình thấy có cái shop rất là lớn nè. Shop sống nhạc về đêm nè. Đã chục căn ở đây luôn.
và ở đây có một cái nhà thuốc đông y rất là nổi tiếng, đó là nhà thuốc Vĩnh Xuân. Và bên kia là xóm dân cư 274 Nguyễn Trãi. Và đoạn này ngày xưa bán cây kiển còn rất là nhiều, nhưng mà ngày hôm nay thì không còn nữa. Đất ở đây là đất vàng, bán cây thì không được bao nhiêu, cho thuê thì giá tiền sẽ cao hơn. Rồi, chắc video ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi một số hình ảnh ở cung đường Nguyễn Trãi và những con hẻm ăn uống. Nhưng mà tiếc là hôm nay không có nhiều hàng quán, nên thành ra mình chỉ đi ngắm cảnh ở cung đường Nguyễn Trãi thôi. Bà con thông cảm ha. Và đây là giao lộ Quỳnh Vấn Đạt và Nguyễn Trãi. Ngày hôm nay chúng ta tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bà con. Cảm ơn. Bye bye bà con nha. Yeah.